Tôi là Tô Văn Huy, là MDT đặt sớm ngay từ đầu tháng 2. Sao tôi có thể làm được? Cũng đơn giản lắm. Chỉ cần nỗ lực bền bỉ trong 11 năm là được. Anh đến với bảo hiểm là vì gia đình anh có rất là nhiều biến cố. Anh chỉ biết là ký được hợp đồng, có thêm hoa hồng giúp cho mình có thêm thu nhập để mua thuốc cho mẹ. Đường từ chỗ anh tới văn phòng khoảng 6-70 cây số. Phương tiện thì khó khăn, tư vấn 3-4 lần vẫn bị từ chối, nhưng cũng là việc bình thường. Tháng đầu tiên thì không ký được cái hợp đồng nào, nhưng anh đi nhiều hơn, nói nhiều hơn, và hầu như anh gặp ai cũng nói về bảo hiểm. Mình nghĩ đến giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ giúp cho nhiều người, thì tự nhiên mình vững tâm hơn, tiếp tục cố gắng. Thành quả của 2 tháng mà các bạn đang thấy thật ra là kết quả của 11 năm theo đuổi ngành bảo hiểm một cách chân thành, nghiêm túc, bền bỉ. Điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn là chúng ta đều sẽ gặp phải nhiều thách thức trong hành trình chinh phục danh hiệu MDT, và thách thức sẽ ngày càng nhiều hơn mà thôi. Điều chúng ta cần làm là không dừng lại. Không dừng lại dù chỉ trong suy nghĩ, nhưng khi leo núi mệt thì có thể nghỉ chân lấy lại sức để đi tiếp, thì chắc chắn sẽ lên được đỉnh thôi. Đừng tiếp cận khách hàng với suy nghĩ tư lợi rằng tôi sẽ được bao nhiêu hoa hồng, mà với tâm lý là mình mong muốn họ hiểu trước rồi tham gia sau. Cuộc tư vấn của tôi thường rất ngắn và nhanh. Khách hàng không hài lòng hoặc từ chối thì mình cũng vui vẻ và nhiệt tình. Mình cần phải bình tĩnh cho khách hiểu. Mình đem đến cho khách hàng không chỉ là một dịch vụ giải pháp, mà còn trao cho họ cái trách nhiệm thể hiện tình yêu thương. Bây giờ mình có được danh hiệu MDT, có thị trường, có nguồn thu nhập tốt, giống như lực nhân quả, có gieo thì có gặt. Khi mình gieo được hạt giống tốt thì mình sẽ có được những trái ngon ngọt. Thật sự việc đạt được danh hiệu MDT ngay từ tháng 2 với tôi như một kỳ tích. Nhưng kỳ tích không tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của 5 năm tháng tháng ngày ngày rèn luyện, tích lũy và kiên trì với hai niềm tin của bản thân tôi: chân thành khi làm việc và quyết tâm trước mọi thử thách. Tôi đã có kỳ tích của riêng tôi, các bạn cũng có thể tạo nên kỳ tích của riêng mình.